Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã được xác định sau khi AFC tổ chức bốc thăm bảng đấu vào chiều ngày 1 tháng 7. Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi AFC tiến hành bốc thăm, các đối thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chính thức được xác định. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Nhật Bản được coi là ứng cử viên số 1 cho một tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Qatar vào năm sau. Trên thực tế, Samurai Xanh cũng đang là đội bóng xếp hạng nhất châu Á trên bảng xếp hạng FIFA. Trong quá khứ, Nhật Bản từng có 6 lần tham dự vòng chung kết của một kỳ World Cup từ năm 1998 đến năm 2018. Trong đội hình của đội bóng này có những ngôi sao đẳng cấp như Minamino, Tomiyasu hay Kubo. Australia, Việt Nam từng đánh bại Australia ở U23 châu Á năm 2018. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia là hoàn toàn khác nhau. Australia cũng là một trong những đội bóng có nhiều kinh nghiệm nhất ở vòng chung kết World Cup. Đội bóng này từng có 5 lần tham dự vòng chung kết của một kỳ World Cup. Ở nhóm 2, Australia được xem là đối thủ dễ chịu hơn so với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Saudi Arabia từng có 5 lần tham dự World Cup vào các năm 1994, 1998, 2002, 2006 và 2018. Ở kỳ World Cup gần nhất trên đất UAE, Ansarani và các đồng đội đứng ở vị trí thứ 3 bảng A với 3 điểm có được trước Ai Cập. Trận đấu đầu chính thức gần nhất của Saudi Arabia gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam đã diễn ra từ vòng loại thứ 2 World Cup 2002 và đã giành chiến thắng trước những chiến binh sao vàng với tỷ số 4-0. Trung Quốc nhóm 4, đội bóng láng giềng ồn ào thực sự quan tâm đến việc có thể đối đầu Đờ Ti Việt Nam ở vòng loại tới. Đội tuyển xứ Đại Lục khao khát đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau những thất bại gần đây trước bóng đá Việt Nam ở các cấp độ. Đội tuyển Trung Quốc góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với vị trí thứ 2 bảng A, sức mạnh của đội tuyển tỷ dân được bổ sung nhờ nhập tịch hàng loạt ngôi sao nước ngoài. Oman, đội tuyển quốc gia Việt Nam từng đánh bại Oman trong một trận giao hữu diễn ra vào năm 2018. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội bóng này đã xuất sắc về vị trí thứ 2 sau đội chủ nhà Qatar và giành lấy tấm vé vào thẳng vòng loại cuối cùng. Nhóm bảng A, bảng B: Nhật Bản, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hàn Quốc, Úc, Saudi Arabia, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Trung Quốc, Oman, Syria, Oman, Vietnam, Lebanon, Việt Nam. 14 giờ lễ bốc thăm bắt đầu, 13 giờ 30 lễ bốc thăm sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Huấn luyện viên Park Hang-seo đại diện cho Đờ Ti Việt Nam tham dự buổi lễ. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Quang Hải, Duy Mạnh và Xuân Trường. 13 giờ 15 theo lịch mới được công bố, Đờ Ti Việt Nam sẽ đá sân khách trước một trong hai đối thủ Saudi Arabia hoặc UAE vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Đờ Ti Việt Nam có thể tái đấu UAE ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 11 giờ 20. Trung vệ Bùi Tiến Dũng muốn gặp Trung Quốc. Tôi mong muốn được nằm cùng bảng với các đội tuyển là Trung Quốc, Oman và Syria, đội trưởng đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải chia sẻ trước giờ bốc thăm. Vòng loại thứ 3 sẽ có những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, tuy nhiên đội tuyển sẽ cố gắng chiến đấu hết mình, thi đấu thật tốt để giành kết quả tốt nhất gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh, LT, Đờ Ti Việt Nam không định tránh đối thủ nào. Ông Park chia sẻ, tôi không định tránh đối thủ nào. Nhưng nếu phải chọn một đội mà tôi không muốn gặp thì đó là Hàn Quốc. Họ không chỉ mạnh mà còn là quê hương của tôi. Đối đầu với đội bóng quê hương khiến tôi có chút nặng nề. Nhưng, nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi vẫn làm hết sức mình bởi tôi là huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam.